chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Dạ hôm nay mình đến nhà của chị Liễu, mình thay mặt cháu Đan Thanh và cháu Thiên Thanh đến đây để trao tiền cho chị Liễu nha. Thì hai cháu này ở bên Oregon, bên Mỹ. Dạ thì gia đình của chị Liễu đó có hai bé trai, bé lớn thì học lớp 8, nửa học kỳ thì phải bỏ học rồi, còn bé nhỏ thì đâu 3 đến như 2-3 tuổi vậy đó. Dạ mình mời quý ông bà cô chú đi cùng với mình vô thăm chị Liễu nha. Dạ chào anh Khai, đi có con cái gì anh Khai? Dạ bò bữa nay đỡ hả anh Khai? Dạ vậy hả? Dạ cái này còn làm hồ không anh Khai? Dạ mưa quá làm ít hả anh? Đây nè, quay qua đây ăn rồi nãy nãy chờ chú Khai đi qua coi. Đây này quý bà cô chú, đây là anh Khai, là chồng của chị Hạnh đó, đang đẩy cái xe bò về. Lần trước đó thì cũng có anh Tâm giúp đỡ tặng một con bò. Thì hôm nay thì anh đi mới đi cắt cỏ về. À, bây giờ anh mời quý bà cô chú đi lên nhà của ba mẹ chị Liễu nha. Thì chị Liễu này đó là chị của chị Hạnh. Chị Liễu, chị của chị Hạnh đúng không chị? Em hả? Em chứ không phải chị hả? Dạ. Vậy em mời chị qua bên giường ngồi ha. Chị đi được không? Đi được mà yếu hả? Đi từ từ nha chị, cẩn thận nha. Chị đi là chị phải bấm cái ngón chân lại vậy đó hả, bà? Dạ ơi. Hôm nay làm sao rồi chị, khỏe chưa chị? Dạ. Nói chuyện thôi. Chưa được hả chị? Để em tắt cái quạt. Bà ngồi đâu, bà ngồi đó hả? Dạ dạ. Vậy con ngồi đây. Rồi mấy ngày nay chị ngủ được không? Ăn được không? Được hả? Dạ, rồi hiện tại thì chị Liễu vẫn còn uống thuốc nam hả bà? Nam có, tây có. Dạ. Vậy chị ngồi đi, em hỏi cho bà đi. Chị Liễu thì không có nói chuyện được thôi, con hỏi bà đi nha. Dạ. Đây là mẹ của chị Liễu nha, quý bà cô chú. Dạ, mẹ ruột của chị Liễu. Dạ rồi chỉ rồi sinh hoạt đồ đó nó có cần ai phụ gì nó không bà? Thì tới đâu hay tới đó ai phụ thì mang ơn người đó, chứ bây giờ mình cũng không dám đòi hỏi cô ta. Không, ý con nói dạ. Là chỉ sinh hoạt giống như là tắm rửa đi. Tắm rửa hả? Thì đi nó đi thì tắm thì được. Nhưng mà có con ấy theo dắt theo tắm mới được chứ đi mình ở này trợt trợt. Đưa nhà tắm á, trợt trợt. Dạ. Thì có một tay một mà nhà là cái tay trái đó có làm ăn cũng tiếp nó chứ đâu có mình ơn nó làm được đâu. Thằng này nó tiếp nè, pha nước khỏi nồi rồi vô nó, mẹ nó múc xấu rồi mẹ tắm kỳ vậy đó. Có một tay một mà nhà tay trái đó nó khó làm hơn tay mặt lắm, cũng tiếp vậy đó chứ đi thì vô đi cầu đi tiểu thì đi mình ơn được, đi vậy là mình cũng sợ họ đi dần chừng vậy đó. Chứ không có mà được mạnh nữa cô ơi. Vậy là tắm là phải có con thằng trai nó theo phụ. Dạ. Mình đang sắc thuốc hay vậy, con nghe cái mùi thuốc sắc thuốc. chạy vô coi sắc thuốc cửa chiều hả? Sắc thuốc buổi chiều tối. Mình sắc bằng cái gì bà? Ừ, cái ô cũng có nữa. Cái ô nó ba nó mua ở ngoài ấy. Dạ. Hấp bằng điện nó phải sao nó lâu quá. Nhấp nhấp nhấp. Con bẻ qua coi. Nấu cái đó sao lâu quá. Lâu hả? Dạ. Dạ. Rồi cái tôi nó kêu con, tôi nó bếp ga. Bếp ga dạ. Cho nó mau. Vô đây nè con, vô dạ, đây dạ. Nè chưa? Vô đây cô biểu coi. Kêu cô tắm biểu bà. Nhóc này tên gì hôm bữa bà? Tên Quốc Em. Quốc Em hả? Dạ. Xé. Xé cho cô hả? Xé hả? Xé cho nó ăn. Xé ra cho con ăn hả? À giỏi quá. Con ăn cơm chưa? Rồi. Ăn rồi hả? Ăn mấy chén? Chén. Một chén. Ăn chén một. Con có uống sữa không? Con sữa chưa? Rồi. Thấy dốc rồi. Tấu mới uống sữa đâu cho uống một ngày đâu. Dạ, ngày tối uống hả bà? Ngày nó ăn uống này kia cho nó ăn uống cháo lao cơm nước vậy chứ. Tấu dạ. Cho uống ngủ.
Phanh Tha cảm ơn cô. Kìa, Phanh Tha lại hầu lại dạ đi. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ lớn rồi. Dạ lớn rồi. Dạ bác em. Dạ đi con. Dạ bà tám đi con. Dạ bà tám đi. Dạ. Bây giờ con nói cảm ơn đi. Cảm ơn. Nói đi. Nói. Cảm ơn. Cảm. Nói. Rồi có bánh thì không nói rồi. Nói chuyện chưa rành. Chưa rành nói tiếng tiếng. Dạ đây thì hai bé này là con của chị Liễu nè, quý bà cô chú ơi. À, còn con tên gì trai? Lê Quốc Anh. Còn thằng nhỏ này nãy Lê Quốc Em. Quốc Em hả? Quốc Anh và Quốc Em hả? Dạ đây là Quốc Anh. Quốc là Anh. Là họ học lớp 8 hết kỳ 1 là nghỉ đó quý bà cô chú. Còn đây là Quốc Em, Quốc Anh và Quốc Em. Mẹ nó bệnh mới nghỉ thôi, không nghỉ. Dạ. Rồi 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 hổng gài đó rồi rồi con có phụ về mẹ không Quốc Anh? Dạ có. Vậy hả? Lớn lên. Dạ được rồi, được rồi. Trời ơi ăn thấy thèm quá à. Cho cô miếng rồi. Cho cô miếng rồi. Cho cô miếng bánh rồi. Bánh. À, cho cô miếng bánh đi. Được không? Được. Được hả? Đút cô ăn miếng rồi. Rồi hôm nay con chỉ đi tới lui đúng như mẹ. Mẹ mượn cái gì thì mình làm đấy ha. Dạ. Con biết sắc thuốc không? Biết. Tự sắc được hả? Rồi nấu cơm đâu biết nấu không? Biết. Biết làm luôn. Năm nay là con bao nhiêu tuổi? Con 14 tuổi. 14 tuổi hả? Dạ. Rồi hổng ngày ba có về thăm không? Không, ba ông đi làm Bình Dương á. Vậy hả? Dạ. Hổng ngày ba không có về thăm hai anh em hả? Dạ. Vậy hả? Vậy thôi chăm em đi ha. Rồi coi nồi thuốc cho mẹ ha. Dạ mới có ba lớn á thì cháu đã nghỉ học rồi đó quý bà cô chú ơi. Lý do là chị Liễu bị tai biến đó, cho nên là cháu bỏ học sớm. Rồi mình có lấy thuốc tây gì thêm không bà? Cũng uống lai gai hoài rồi tám ơi. Như là thuốc nam rồi cái mình kèm kèm thêm một lần người uống vậy đó. Rồi hôm nay có đi tái khám đâu lại không bà? Chưa bị cái vụ dịch này nè, cũng chưa có đi nữa, để định còn tuần nữa mới đi. Người ta chỉ xuống ông thầy của Lao Dung nè, ổng bấm nguyệt nói chuyện cho được đó, rồi tính định đi mà chưa có cha nó nắng nắng rồi có gửi tiền về ông đi đợi ông xã của chị Liễu hả? Cũng đợi hoài. Như là mình đi xuống đó cũng mướn nhà trọ ở với cơm nước này kia đồ mình mua ăn đó. Chứ trong ngày mình về không kịp hả? Không, ở dưới mới được. Yeah. Ở Cầu Lao Dung không có cái nhà bự lắm. Như là châm cứu có, hấp xong thuốc cũng có, rồi bấm nguyệt cũng có nữa. Dạ. Ủa sao mình không xuống Long Xuyên á? Long Xuyên con thấy cũng không Long Xuyên không bằng đâu. Không bằng bên đó hả? Dạ. Ở đó Hạnh này cũng ở Long Xuyên thời gian. Không hết mới đi Đồng Tháp đó. Dạ. Cũng Pháp vừa có mấy đảo vừa ông thầy Cô Lao Dung nữa đó. Dạ dạ. Dạ. Ông bấm miệng hay chưa nói chuyện rồi đỡ được. Dạ. Vậy con cảm ơn bà nha. Dạ. Chị em nói vấn đề này chị không có được khóc nha. Hôm nay em đến đây đó thì em thăm chị ha. Sau đó thì em thay mặt hai cháu này ở bên Mỹ á, hai cháu cũng có xem cái clip của chị đó, thấy chị với hai bé như đồng cảm á, đồng cảm với hai bé rồi có gửi tiền về cho gia đình mình nha. Chị dạ, giữ gìn sức khỏe nha chị, còn hai cháu nữa cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ. Không nói chuyện được cái nó bắt tiện hả bà? Dạ, nói không được rồi. Nó hỏi nó ăn gì là chị không nói không được, tức. Chị Liễu viết được không? Viết chữ được không? Nó viết đỉnh gì chứ đâu có. Không rành hả? Không rành. Dạ. Tên rồi được. Dạ. Cháu này thì cháu Đan Thanh và Thiên Thanh nha chị Liễu.
Vậy là chỉ hổm gài cũng ăn uống đồ cũng ăn uống cũng được. Dạ. Ngủ cũng được. Vậy hả bà? Có cái mà mình nói chuyện cũng được chứ lệ. Dạ. Với cái chân chỉ dạ. Con thấy chỉ đi còn yếu lắm, yếu mình lắm. Phải dịnh hờ mới được. Tại vì đâu có dám đi lên thì không theo. Dạ. Đi một mình hơi nguy hiểm á. Dạ dạ. Dạ. Chị ơi thì hai cháu này đó thì có gửi cho chị là 200 đô. 200 đô thì em đổi được là 4.600.000. Là tặng cho chị chưa, để em đưa chị từ từ khớp ha. Đây là 1 triệu nè chị. 2 triệu. 3 triệu. 1 2 3 4 5 4 triệu. 4.600.000 nha chị, là 200 đô đó em đổi được nhiêu đó nha chị. Dạ. Chị muốn nói cảm ơn hai cháu đúng không? Dạ dạ. Để em nhờ mẹ chị nói giùm đi ha. Chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ bà gửi lời cảm ơn kêu bằng cháu được rồi. Dạ. Cháu Đan Thanh và Thiên Thanh. Dạ. Tôi có gửi lời thăm cháu. Cháu gì? Đan Thanh và Thiên Thanh. Đan Thanh và Thiên Thanh cảm ơn giúp đỡ cho em Liễu cho nó trị bệnh được. Cũng rất cảm ơn hai cháu. Cũng nhờ hai cháu giúp cho nó trị bệnh cho hết. Dạ. Ừ. Dạ thì cảm ơn hai cháu à. Dạ dạ. Tám cũng thay mặt chị Liễu cảm ơn hai cháu rất là nhiều nha. Chúc cho hai cháu luôn luôn có sức khỏe. Học giỏi nha, thi đâu đậu đó nha. Cháu còn đi học hả? Dạ còn đi học, vậy hai hả? Cháu này còn đi học. Dạ dạ. Còn nghiệp ấy ha, cũng lo ha. Dạ. Ừ. Vậy bà cũng chúc hai cháu học giỏi nha. Dạ dạ. Dạ. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thì hai cháu cũng có gửi lời thăm đến chị đó. Chúc cho chị mau khỏe nha. Mình mau nói chuyện đều lại bình thường nha chị. Dạ dạ. Dạ. Vậy thôi chị để em về cho chị uống thuốc nha. Dạ dạ. Cảm ơn cô Tám nha. Cũng nhờ cô cũng giới thiệu rồi giúp đỡ cũng rất cảm ơn. Dạ không có gì. Dạ. Phải có chứ. Có mặn ơn gì lắm đó. Dạ dạ. 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 Để con chào cả nhà nữa hả bà. Dạ. Dạ thì ơn này tôi không biết chừng nào trả nổi. Ơn dữ lắm, ơn dữ lắm. Dạ không có gì bà. Dạ. Nhờ cô. Dạ. Con chỉ đi thôi, con cũng đi giúp đỡ được con không đi làm sao mà biết. Dạ. Dạ. Cũng như là chị Liễu cũng có cái duyên, có cái duyên với hai cháu đó. Dạ. Dạ chứ con thì con cũng đến nhà vậy thôi chứ hai cũng cháu đi học mà làm phước quen. Dạ dạ. Công việc cũng cũng. Dạ. Dạ thì Tám cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn đến hai cháu rất là nhiều nha. Dạ mình cũng không quên là gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và các bạn nha, đã luôn yêu mến kênh Miền Tây Quẹ Mang Giang. Dạ mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Dạ chào đi bà. Dạ. Chào chị Liễu.